Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với Hồi ức Thời Chiến, kênh chuyên kể về những câu chuyện thăng trầm của lịch sử. Anh em xem là thích, click là nghiền. Anh em thân mến, trong 72 giờ, anh em có thể làm được những công việc gì? Hoàn thành deadline mà xem sao, học những điều mới hay là đi du lịch cùng với gia đình? Nhưng anh em biết không, 72 giờ lại là thời gian nhậm chức của một vị tổng thống. Thậm chí nhiều người đã nói vui rằng ông ta chính là vị tổng thống 72 giờ. Và đó không ai khác chính là Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, Dương Văn Minh. Không chỉ tại vị trong thời gian ngắn ngủi, mà ông ta còn lên chức vào đúng lúc Việt Nam Cộng Hòa đang đứng trước bờ vực sụp đổ. Vậy tại sao Dương Văn Minh nhậm chức Tổng thống trong giờ phút cuối của Việt Nam Cộng Hòa? Đây là sự sắp đặt của lịch sử hay là bản thân ông ta lựa chọn? Tất cả anh em hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Anh em thân mến, Tổng thống Dương Văn Minh đã đi vào lịch sử là vị Tổng thống cuối cùng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, tuyên bố đầu hàng quân giải phóng vào sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975. Cụ thể toàn văn lời tuyên bố đầu hàng của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Dương Văn Minh và sự tiếp nhận đầu hàng của đại diện quân giải phóng miền Nam như sau. Tôi, Dương Văn Minh, Tổng thống chính quyền Sài Gòn, kêu gọi quân lực Việt Nam Cộng Hòa hạ vũ khí đầu hàng không điều kiện quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Tôi tuyên bố chính quyền Sài Gòn từ Trung ương đến địa phương phải giải tán hoàn toàn. Từ Trung ương đến địa phương trao lại cho chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam. Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng trước đại diện chính quyền cách mạng tại Dinh Độc Lập, trước khi di chuyển sang đài phát thanh để tuyên bố đầu hàng trên sóng phát thanh. Sau đó, giáo sư Vũ Văn Mẫu phát biểu trực tiếp tiếp theo. Trong tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc, tôi, giáo sư Vũ Văn Mẫu, Thủ tướng kêu gọi tất cả các tầng lớp đồng bào vui vẻ chào mừng ngày hòa bình của dân tộc và trở lại sinh hoạt bình thường. Các nhân viên của các cơ quan hành chính quay trở về vị trí cũ theo sự hướng dẫn của chính quyền cách mạng. Kế tiếp là lời chấp nhận đầu hàng của chính ủy Bùi Văn Tùng. Chúng tôi đại diện lực lượng quân giải phóng miền Nam Việt Nam long trọng tuyên bố thành phố Sài Gòn đã được giải phóng hoàn toàn, chấp nhận sự đầu hàng không điều kiện của tướng Dương Văn Minh, Tổng thống chính quyền Sài Gòn. Hàng triệu người đã bật khóc, toàn thắng rồi. Ngoài giây phút lịch sử đó, nhiều người thắc mắc rằng tại sao vào những ngày cuối tháng 4 năm 1975, trong bối cảnh chính quyền Sài Gòn đang đứng trước bờ vực của sự sụp đổ hoàn toàn, tướng Dương Văn Minh lại chấp nhận ra làm Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa và đầu hàng sau đó chưa đầy 48 giờ. Nhiều lý do được nêu ra về sự kiện tướng Dương Văn Minh ra nhận chức Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa vào những giờ phút cuối cùng của chế độ Sài Gòn. Có những người cho rằng đến phút cuối, Dương Văn Minh vẫn còn tham chức quyền. Cũng có ý kiến cho rằng Dương Văn Minh hy vọng có thể thương lượng một cuộc ngừng bắn với quân giải phóng. Tuy nhiên, những người hoạt động cùng Dương Văn Minh lại có những ý kiến khác. Họ cho rằng Dương Văn Minh với tính cách ôn hòa có thể thương lượng và giảm bớt đổ máu của cả hai phía trong giờ phút cuối cùng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Giáo sư Lý Chánh Trung cho biết, ông đã đặt câu hỏi về tướng Dương Văn Minh rằng trong lúc vận mệnh Việt Nam Cộng Hòa đã không thể cứu vãn, ra làm Tổng thống để làm gì? Dương Văn Minh trả lời, tôi cũng biết như vậy, nhưng ở đây còn là vấn đề nhân đạo. Bớt đổ xương máu chừng nào thì hay chừng ấy. Ông Lý Chánh Trung cũng cho rằng, ra nhận chức Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, Dương Văn Minh đã nhận rõ tình thế, không hề có ảo tưởng về một giải pháp chính trị, về thành lập một chính phủ liên hiệp nữa. Luật sư Trần Ngọc Liễng cho biết, khi Tổng thống Trần Văn Hương chịu bàn giao chính quyền cho Dương Văn Minh, ông cũng đã hỏi Dương Văn Minh, tình hình đã thay đổi rồi, giờ này còn nhận chức làm cái gì nữa? Dương Văn Minh nêu hai lý do tại sao mình quyết định như vậy. Thứ nhất, nếu Dương Văn Minh không đứng ra nhận chức, Nguyễn Cao Kỳ sẽ làm đảo chính. Nguyễn Cao Kỳ lúc đó còn hăng hái chống cộng và đặc biệt khát khao chức Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa từ rất lâu. Nếu Nguyễn Cao Kỳ nắm quyền, máu sẽ đổ nhiều, dân chúng còn khổ đau thêm nữa. Trên thực tế, vào ngày 27 tháng 3 năm 1975, Nguyễn Cao Kỳ đã lập ra Ủy ban Cứu nguy dân tộc với ý đồ gạt Thiệu, lập chính phủ do Kỳ làm thủ tướng để chặn đứng cuộc tiến công của Cộng sản. Thứ hai, Hoa Kỳ đã hứa với Nguyễn Văn Thiệu, sau Hiệp định Paris, nếu Cộng sản tiến vào Sài Gòn, Hoa Kỳ sẽ thả bom CBU. Dương Văn Minh phản đối điều đó vì bom CBU là vũ khí giết người hàng loạt, sẽ tổn hại xương máu của cả hai bên. Vì vậy, Dương Văn Minh phải chấp nhận đứng ra làm Tổng thống để ngăn cản việc này, dù biết chế độ Sài Gòn không còn cứu vãn được nữa. Còn một lý do nữa, lúc đó đang lan truyền tin đồn pháo binh quân giải phóng đã chuẩn bị hơn 20.000 trái đạn pháo tầm xa hạng nặng sẽ pháo kích nội đô Sài Gòn nếu chính quyền Việt Nam Cộng Hòa không chịu đầu hàng. Tin này khiến dư luận Sài Gòn càng thêm hoang mang và khiếp sợ. Hồ Văn Minh, nguyên Phó Chủ tịch Hạ viện Sài Gòn cho biết, khi Trần Văn Hương chấp nhận trao quyền cho Dương Văn Minh, Hồ Văn Minh có hỏi, theo đại tướng, tình hình đã đến thế này, còn có thể làm gì được nữa? Dương Văn Minh trầm ngâm rồi nói, tình hình tuy đen tối nhưng vẫn phải làm chính trị, tôi nghĩ bên kia cũng cần mình. Theo Hồ Văn Minh, không phải ai cũng sẵn sàng dấn thân vào thời điểm ấy.
Đồng thời bộ ba Dương Văn Minh, Nguyễn Văn Huyền, Vũ Văn Mẫu được cho là hợp lý nhất vào thời điểm đó. Nhất là về phía các tôn giáo, Nguyễn Văn Huyền đại diện cho Công giáo, Vũ Văn Mẫu đại diện cho Phật giáo. Luật sư Lý Quý Trung cho biết, có người hỏi ông, tại sao Dương Văn Minh đi từ chống cộng sang chấp nhận giải pháp liên hiệp và là một con cờ đầu hàng? Theo luật sư Lý Quý Trung, Dương Văn Minh là một công chức làm tướng, chứ không phải là một tướng lĩnh quân sự theo đúng nghĩa của nó. Dương Văn Minh có tình cảm dân tộc, có thể không tán thành mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, có lúc đi với Mỹ nhưng không quyết tâm chống cộng. Ảnh hưởng tập thể của nhóm người thân cận, cộng tác với Dương Văn Minh cũng rất lớn. Đồng thời thái độ không đồng tình với Hoa Kỳ về nhiều chủ trương của Dương Văn Minh cũng là một thuận lợi khi liên hệ với mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Trong số những người cộng tác và quan hệ với Dương Văn Minh, có nhiều người có mối quan hệ với mặt trận dân tộc giải phóng như là Hồ Ngọc Nhuận, Nguyễn Ngọc Lan, Linh Mục Trân Tín, đang chủ bút tờ báo Đối Diện, Dương Văn Ba, v.v. đều có ảnh hưởng đến Dương Văn Minh. Riêng Dương Văn Ba là người đã góp phần chuyển biến tư tưởng nhiều thành phần từ hữu sang tả. Dương Văn Minh được nhiều người ủng hộ, sẽ cùng nhau đi đến chính phủ ba thành phần và liên kết với mặt trận dân tộc giải phóng. Trong bối cảnh lúc đó, Dương Văn Minh cũng chấp nhận chọn một trong hai con đường sau khi lên làm Tổng thống. Một là có thể thương lượng với mặt trận dân tộc giải phóng, thành lập được chính phủ liên hiệp thì tốt, mặc dù khả năng này thì rất khó xảy ra. Thứ hai là trở thành nhân vật cầm cờ chế độ miền Nam để kết thúc cuộc chiến tranh theo hướng ít đổ máu cho cả hai bên, cũng như là ít sự tàn phá thành phố Sài Gòn nhất có thể. Thực ra thì Dương Văn Minh và cộng sự đứng ra nhận trách nhiệm vào những giờ phút cuối của chế độ Sài Gòn cũng không nghĩ đến việc đầu hàng. Bởi lẽ họ cho rằng chỉ có đối đầu, kiên quyết tiến hành chiến tranh đến phút cuối thì mới phải đầu hàng. Chính phủ Dương Văn Minh nghĩ nhiều hơn đến việc chuyển giao quyền lực một cách hòa bình cho quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Đồng thời Dương Văn Minh cũng bác bỏ những ý kiến yêu cầu tử thủ Sài Gòn. Chủ trương như vậy nên sau khi thành lập chính phủ sáng ngày 28 tháng 4 năm 1975, chính quyền Sài Gòn đã bác bỏ luận điệu hô hào chiến đấu tử thủ đến cùng trên đài phát thanh, nói nhiều hơn đến những khẩu hiệu hòa bình thường thuyết với mặt trận. Trong chính phủ hai ngày của Dương Văn Minh không có các chỉ huy quân đội có thực lực, vì từ trước đó Nguyễn Văn Thiệu đã loại những người thân tín với Dương Văn Minh ra khỏi bộ máy quân đội. Chính phủ Dương Văn Minh phần lớn là lực lượng chính trị trong giới báo chí, trong số dân biểu Sài Gòn đối lập với phe cánh Nguyễn Văn Thiệu. Trong lễ nhận bàn giao trước Tổng thống, Dương Văn Minh không chịu treo quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, cũng không tuyên bố trung thành và hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa như thường lệ. Tuy nhiên trong diễn văn của Dương Văn Minh vẫn nói một câu, cầm súng tại chỗ và bảo vệ phần đất còn lại. Sau này giáo sư Lý Chánh Trung có hỏi tại sao không bỏ câu đó trong diễn văn nhậm chức. Dương Văn Minh nói rằng, lúc đó Nguyễn Cao Kỳ đang yêu cầu được làm Thủ tướng hoặc là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng tư lệnh Quân đội Việt Nam Cộng Hòa để lãnh đạo quân lực Việt Nam Cộng Hòa chống cộng đến cùng. Nguyễn Cao Kỳ đang đe dọa làm đảo chính, nên trong diễn văn nhậm chức, Dương Văn Minh không bỏ câu nói đó để tránh làm Nguyễn Cao Kỳ nổi giận, mặc dù trong thâm tâm, Dương Văn Minh ý thức mọi chuyện đã an bài với chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Khước từ Nguyễn Cao Kỳ, Dương Văn Minh đề cử một chính khách dân sự, giáo sư Bùi Tường Huân vào chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Hai cơ sở cách mạng là Nguyễn Hữu Hạnh và Triệu Quốc Mạnh được cử nắm quân đội và cảnh sát. Chiều ngày 28 tháng 4 năm 1975, khi phi công Nguyễn Thành Trung dẫn đầu phi đội A-37 ném bom Tân Sơn Nhất, chính phủ Dương Văn Minh và nhiều người còn nghĩ Nguyễn Cao Kỳ làm đảo chính. Việc đầu tiên sau khi thành lập, chính phủ Dương Văn Minh thả tù chính trị, tuyên truyền cho nhân dân Sài Gòn hiểu rõ không có việc tắm máu khi quân giải phóng vào Sài Gòn, đổi tên Bộ Thông tin, triệu hồi thành Bộ Thông tin, sử dụng danh xưng Mặt trận Dân tộc Giải phóng thay cho danh xưng Việt Cộng trong các văn bản của chính quyền, chuẩn bị băng ghi âm lời phát thanh kêu gọi quân đội Việt Nam Cộng Hòa buông vũ khí vào sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975. Anh em thân mến, như vậy trong giờ phút cáo chung của chế độ Sài Gòn, Dương Văn Minh đã đứng ra nhận chức Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa với mong muốn giảm thiểu những đổ máu cho cả hai phía. Theo các nhân chứng lịch sử chứng kiến đoạn kết của chế độ Sài Gòn, đây có lẽ là sự lý giải hợp lý hơn cả về việc Dương Văn Minh ra nhậm chức trong bối cảnh sự tồn tại của chế độ Sài Gòn chỉ còn được tính bằng giờ. Anh em nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận bên dưới video nhé. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.